cùng lắm người ta giao tới tôi không lấy, điện thoại không bắt máy là được. Làng địa chỉ đây mà ta. Xong bắt máy. Chị có dắt phong anh? Dạ. Chị có dắt phong? Dạ không phải, chị đặt đồ ăn đúng không? Dạ không, em đặt xe. Chị. Dạ. Cho tôi hỏi thăm á, cái địa chỉ 57/3 lô 3 ở đâu vậy? Ở đây số tự nhà không có đúng, em chị anh cũng không biết đâu. Hay là anh gọi khách thử coi. Nãy giờ tôi gọi khách mấy cuộc luôn không chịu bắt máy. Tôi chạy đây cũng mấy vòng luôn chứ không được địa chỉ nè. Thôi cảm ơn chị nha. Dạ, em đứng ngay từ hả anh? Dạ dạ dạ. Chia tay đi, quen nhau mà vậy dò vô như vậy hoài em chịu không nổi nữa. Em nói gì mấy lần rồi? Em chia tay anh mấy lần rồi, xong rồi cũng năn nỉ quay lại à? Lần này chia tay thiệt nha, giết chán không nói luôn. Thôi, ông bà em đi, kêu tôi ra uống nước cái lộn hoài. Về dặn muốn về cũng phải ăn uống đầy đủ, lỡ đặt rồi ăn hả? Không khí gì mà ăn cái gì. Nè, nghe nói hồi xưa đi học ông thích tôi đúng không? Bây giờ tôi chia tay hòa, tôi với ông quen nhau nha. Quen nhau? Ngày xưa có thích thiệt, nhưng mà bây giờ sao mà có cửa, không phải đồ dạt đâu mà muốn quen là quen. Biết bây giờ giá anh ta nằm ở đâu không? Cao quá. Ông nói vậy đúng không? Được rồi, về đi, ngồi đây chi nữa. Về yeah. Mày lại đang hết đi về. Ăn cho bỏ tức. Bây giờ ông có muốn ăn tôi cũng không cho ông ăn. Cùng lắm người ta giao tới tôi không lấy, điện thoại không bắt máy là được. Em quá đáng lắm rồi đó nha. Em giận cá em chém thớt hả? Rồi sao? Mắc cái gì người ta gọi mà em không bắt máy?
em không thích. Tội nghiệp ta, em quá đáng vậy, chia tay là phải. Chia tay? Ừ, chia tay xong về đi, ở đây chi nữa. Anh đợi em lấy hàng rồi anh về, tội nghiệp người ta đợi nãy giờ. Em với anh chia tay rồi, em có lấy hàng hay không là chuyện của em, không phải chuyện của anh. Tôi nói nha, tôi mệt lắm nha, tôi uống từ cái ly mà nó đầy tới đầy như vậy. Bây giờ nó hết rồi, giờ hai người còn cái lộn nhau nữa, mệt. Đi về không yêu đương nữa, về. Nè, về. Đứng lại. Thiệt ra tôi cũng không rảnh đâu mà xen vô mấy chuyện tình yêu đôi lứa sàm sàm của mấy người. Nhưng cái chuyện anh shipper giao hàng này nè, tụi tôi phải làm rõ. Nè, nhìn đi, người ta đứng đợi bên đó cả buổi trời, gọi điện thoại không nghe máy, thấy vậy có ác không? Em ơi! Đúng rồi, chị kêu em đó. Dạ, của mình chị là 650 ngàn. Đàn ông trai trả tiền đi. Đàn ông trai tiền sao? Anh với em chia tay rồi, mắc gì anh phải ôm tống này? Em chia tay rồi, không có liên quan gì nữa. Em, cái người đặt hàng của em á là nhỏ này, xíu nó trả tiền cho em. Vậy dạ, mấy anh chị ơi, mấy anh chị làm vậy là chết em luôn á. Ai về, ai ở lại gì cũng được hết á. Mà bây giờ ai trả tiền cho người ta? Cũng muốn trả tiền lắm, nhưng mà em không đủ tiền. Hay là giờ mấy anh chị hùng tiền lại thanh toán cái này giùm em được không? Tại em cũng ứng tiền ra em mua, mấy anh chị không trả tội nghiệp em lắm. Thôi được rồi, số điện để tôi thanh toán cho. Đây dư 200, anh giữ luôn đi. Cảm ơn anh, cảm ơn mấy anh chị. Xin lỗi anh vì đã đợi em đợi. Cảm ơn mấy anh chị. Tôi cũng ngồi ga lăng vậy luôn á, gì mà đó giờ tôi không biết. Anh gửi lại cho hai bạn. Mình nói cho bạn nghe, không phải là mình muốn lụm là lụm đâu. Chào tất cả mọi người, nếu như mà mọi người yêu mến cặp đôi Bảo Anh, Bảo An thì mọi người nhớ đón xem tất cả các tập phim của Chị Đại Sài Gòn nha. Like, share và subscribe kênh YouTube Chị Đại Sài Gòn. Đừng có quên là nhấn cái chuông để có thể luôn theo dõi những tập phim mới nhất của Chị Đại nha. Nếu không là biết tay hai chị Đại đó. Nhớ ủng hộ đôi bạn thân của tụi tôi. Con làm gì vậy? Con không muốn đi học. Nữa hả? Lại không nghe máy. Được rồi, chắc là anh làm chuyện riêng với ai đúng không? Bình tĩnh, mình phải hết sức bình tĩnh. Ảnh bận thôi, ảnh đang họp, không có chuyện gì hết.
cô có phải là phụ huynh của bé Nhi không? Dạ phải, tôi là phụ huynh của bé Nhi đây. Tôi cần nói chuyện riêng với cô ngay bây giờ. Bé Nhi đang có những dấu hiệu bất ổn. Cô tới trường liền được không? Được rồi, tôi tới liền. Em chào chị. Hôm nay em gọi chị tới đây để thông báo cho chị biết bé Nhi đang có dấu hiệu của một đứa trẻ bất thường. Trong giờ học, bé có thái độ không tốt với bạn và đã chọi giấy vào bàn. Thì khi em mở tờ giấy ra, em phát hiện đây là bức tranh vẽ của bé. Những hình vẽ kỳ lạ này là dấu hiệu của một đứa trẻ đang bị mắc bệnh tâm lý. Nhưng mà chị yên tâm, chúng ta phát hiện ra sớm thì sẽ chữa trị được sớm hơn. Không biết bé Nhi ở nhà có dấu hiệu bất thường gì không hả chị? Không có. Không có. Em thấy bé Nhi có vẻ mệt, tức giận và nổi nóng với bạn bè. Chắc là chị có thể đưa bé về sớm để nghỉ ngơi. Và em mong chị lập tức đưa bé Nhi đi kiểm tra tâm lý. Được không chị? Cảm ơn. Cảm ơn. Con phải ráng học. Học để cho ba vui. Mẹ ơi, con không muốn học. Con không muốn học mẹ ơi. Mẹ ơi, con không muốn học. Ba không bỏ mẹ con mình. Ba không bỏ mẹ con mình. Con không muốn học mẹ ơi. Mẹ. Ba không bỏ mẹ con mình. Ba không có bỏ mẹ con mình. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ có sao? Con sao không con? Dạ, dạ không mẹ ơi. Hai cô là ai? Tôi đang ở đâu? Đây là nhà của tôi. Sao tôi lại ở đây? Chị ơi, chị không nhớ gì hết hả? Hồi nãy chị chạy ngoài đường á, chị tông xe tụi em. Ừ, người ta nhìn vào không biết, còn tưởng là tụi em tông xe chị nữa đó. Tại vì vừa tông là chị ngất xỉu liền. Tôi nhớ rồi. Tôi xin lỗi. À, mà em thấy là chị có vẻ không ổn. Có chuyện gì chị có thể kể cho tụi em nghe được không? Tại vì hồi nãy lúc mà chị hôn mê á, chị nói cái gì á mà có vẻ như là chị hoảng loạn lắm vậy á. Hôm nay ở trường, giáo viên nói với tôi là bé Nhi bị bệnh tâm lý. Nhưng thực chất không phải là bé mà là tôi. Chị bị stress hả? Công việc hay gia đình? Từ khi mà gia đình tôi gặp biến cố, chồng tôi ngoại tình, lúc nào trong đầu tôi cũng cảm thấy bất an. Tôi lo sợ không biết tôi bị gì nữa. Kiệt sức, tôi chả biết mình phải làm gì. Tôi không kiểm soát được bản thân của mình. Tôi có thể giúp gì được cho chị không? Mà chồng của chị đâu? Tại sao lại để cho chị bị ám ảnh tới bây giờ? Anh vẫn bên cạnh chị. Nhưng mà chị không biết tại sao. Lúc nào chị cũng cảm thấy bất an á. Chị không bao giờ có thể mà an tâm ở bên cạnh anh hết. Chị không biết chị nghĩ gì nữa. Chị... Em biết là em giúp gì được cho chị không? Em nói vậy là sao? Chị nên đi bác sĩ tâm lý trước. Sau đó rồi bác sĩ đi. Tôi trăn trở lắm. Tôi cũng muốn đi. Nhưng mà người ta nói là đi bác sĩ tâm lý thì là bệnh tâm thần. Chị không muốn ai nghĩ chị như vậy hết. Tôi sợ người ta biết. Tôi sợ mọi người biết lắm. Tôi không có bị tâm thần.
mấy cái bà bán hàng rong á. Hả? Thu mấy bà mỗi ngày 3 chỗ thôi. Chứ con ơi, con ngày mày ở tù á, mày biết không? Ngu. Sao đây ca? Sao mày lo ăn không rồi, mày có nghe tao nói đâu? Tại mới chấn lột của con nhỏ con mà bán tập quá. Giờ nghe nói nha. Tao mệt ghê mày. Tao có thằng em họ mê chơi, bỏ nhà đi bữa giờ rồi. Cả nhà đang làm sùm hết, kêu tao đi kiếm nó. Đâu ra trên trời vớ xuống cục nợ to đùng. Thôi để tao đi kiếm phụ mày. Bữa nay á, tao sẽ giải thích cho mày cái chuyện mày đi thu tiền bảo kê. Dạ ha. Mày không thu mấy cái chỗ lớn được, mày nên thu mấy chỗ nhỏ. Dạ, hả? Cái chiếc xe này thiệt tình. Đại ca, đại ca, sao em tưởng theo đại ca là được vô mấy chỗ lớn làm? Cái vấn đề là vô chỗ lớn là mày phải bắt đầu từ mấy cái thằng ngáo như mày gì đó. Từ từ mày mới được như tao. Dạ. Làm lâu năm mày mới vô chỗ lớn mày làm. Dạ. Giờ ăn hoài. Giờ mình làm sao đây ca? Giờ mình thu đâu? Bây giờ mình sẽ thu mấy chỗ nhỏ trước. Ở đâu? Mấy cái bà bán hàng rong á. Hả? Thu mấy bà mỗi ngày 3 chỗ thôi. Đủ tiền mày xài rồi. 3 chỗ là đủ tiền xài hả? Ừ. Giờ thu sao đây ca? Để coi. Mày thấy bà kia không? Thấy. Để tao. Dạ. Mà nay mày kêu tao đây là làm gì vậy? Trước hẻm này nè, có cái cô kia bán bánh ít. Bán ngon lắm nha. Mà thấy hoàn cảnh cũng tội nghiệp. Có thằng cháu, nó phải nhập viện. Bị bệnh cũng nặng. Kêu mày ra mua ủng hộ. Mà bình thường tao thấy mày đâu có ăn bánh ít đâu. Sau này ăn, ăn bánh ít mập lắm á. Ừ. Mập, ăn xong rồi chạy bộ, hết mập. Chị đi ra ngoài ủng hộ cô ha. Cô ơi, cô ơi, cô có sao không cô? Cô có sao không cô? Cô lên ghế ngồi đi cô. Cô có chuyện gì vậy cô? Nó lấy hết tiền của cô ơi. Nó cướp hết tiền của cô rồi cô ơi. Sao giờ? Cô bình tĩnh đi cô. Không sao đâu cô, bình tĩnh nha. Cô có sao không cô? Cô không sao hết mẹ vợ. Lấy hết tiền rồi, không còn tiền gì hết nè. Nè, cô bình tĩnh. Có chuyện gì nói cho tụi con nghe. Có hai cái thằng nhà lại, nó lấy bánh ăn à, nó không trả tiền. Mà nó còn biểu cô là phải đóng cái tiền gì cho nó đó. Nó nói cái tiền gì mà nó làm chủ ở đây nè, nó là đại ca gì ở đây nè, là phải đóng tiền cho nó mỗi ngày á. Cái tiền nó nói gì vậy? Tiền bảo kê phải không cô? Ừ đúng rồi đó. Mà con coi á, cô bán vậy nè, le que vậy nè, tiền đâu mà đóng cho nó mỗi ngày. Con năn nỉ nó quá trời á, mà nó cướp tiền hết cho con ơi. Cô sao giờ? Cô không sao đâu cô bình tĩnh nha. Sao giờ cô? Sao giờ? Mình phải chở một bước rồi. À cô nhớ là tụi nó ra sao không cô? Cô biết tụi nó là ai không? Cô chỉ nghe nói như vậy. Anh Vinh á. Thằng Vinh. Cô ơi, bây giờ cô phải làm sao? Giờ cô không còn cách nào hết. Ngày hôm nay cô không có bán được nữa rồi. Nè, bữa giờ mày bỏ nhà đi đúng không? Biết cả nhà lo lắm không mày? Chơi có người đâu lo á. Mày đi chơi cái gì? Chơi game. Có người đâu. Mày đi với ai? Với bạn. Không biết đâu, hỏi không biết. Mày đi với ai?
mày nói cho tao nghe coi. Đi với anh Vinh của em á. Cái gì? Anh Vinh của em. Anh Vinh của em. Em có biết anh Vinh của em là giang hồ không? Em đi với ảnh á. Có ngày mày ở tù á, mày biết không? Ngu. Ai biết đâu. Anh rủ em đi theo, anh chỉ mần ăn, chỉ dạy em chứ bộ. Bây giờ mày gọi nó, lên đây liền cho tao. Thôi đi bà, nghĩ sao vậy? Anh Vinh của em là đàn anh, là đại ca, đâu có muốn kêu kêu. Bây giờ mày có gọi không? Hả? Gọi. Đại ca hả? Em mới lụm được cái điện thoại á đại ca. Mà giờ không biết là nên trả lại cho người ta hay bán kiếm tiền. Nãy giờ người ta gọi em quá trời luôn. Thì em đang ở ở chỗ quán cà phê hôm bữa á. Chưa? Thu tiền bảo kê. Trời ơi, em đi thu rất là nhiều chỗ, bây giờ hỏi em biết đừng tao trả lời. Thu nhiều chỗ. Bà đánh cái quai. Nè, cái bà bán bánh ít ở đường Đặng Thị Trâm đó, nhớ không? Rồi giờ làm sao? Bấm quay vô. Nhìn vô đó, xin lỗi người ta đi. Trời. Con xin lỗi. Xin lỗi đàng hoàng. Dạ xin lỗi cô. Mai mốt con dám gì nữa. Được chưa? Trả tiền cho người ta. Trời đất, tiền còn đâu trả. Thiệt không? Không còn xuống luôn. Không còn luôn. Thề với chị. Cũng không sao. Đưa điện thoại mày đây. Dạ em còn tiền. Căng quá. Cậu, mua ba bánh ăn đi, bánh nóng nè. Mua giùm. Sao hôm nay vắng dữ vậy ta? Còn nhiều quá. Bánh này, bánh ít nóng này. Cô, chào cô. Con. Nay bán được không cô? Cũng lai rai nhưng mà sáng giờ cũng hơi chậm đó con. Dạ. Hai đứa ăn ăn giùm con đứa một cái bánh đi nha. Dạ cô. Cô nhớ cái tụi mà hôm trước giật tiền của cô không? Nhớ. Rồi sao con? Tụi con mới vừa gặp nó xong. Trời ơi, rồi hai đứa có sao không? Nó làm gì tụi con vậy? Con sao không? Mấy đứa sao rồi? Dạ, tụi con không sao. Mấy đứa cóc ké đó, tụi nó sợ con còn không hết mà. Sao mà làm gì được tụi con? Vậy hả? Yên tâm nha. Tụi con không có sao hết hả? Trời ơi, con mới nói cái cô sợ quá trời luôn vậy đó con. Bữa hổm nó làm bà hả? Mất hết tiền, hết bạc luôn đó con. Không có sao hết. Dạ, không sao. Không những không sao mà con còn lấy tiền về được nữa nè.